Ok, chào anh em, là tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá từ từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip một lô mồi câu nha anh em. Đó. Thì mồi này thì đa phần thì mình sẽ lấy từ thị trường Nhật về nhé. Đây, có những con cá giả nè, đó. Chiên về cho anh em nào câu gần, câu lóc. Trên đây là những con minnow, đó, minnow Daiwa Seabass, đó, hàng còn mới 100% luôn nha anh em. Bên đây sẽ là mấy con Shimano có Lightbox nha. Đây. Đây là cá sắt chiên cho anh em dứt. Rồi, để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hoàn lỗi không clip ship lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, thì gửi cho anh em con số 1. Thì con số 1 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa. Đây. Daiwa TB Super Crack. Con này crack nha anh em. Đây. Rất là đẹp nha. Con này thì theo đánh giá thì nếu có thể nói chưa qua sử dụng thì vẫn được luôn. Còn rất là mới nha. Thị xác này xem không có. Mồi này thì cực kỳ hút cá nha. Con này thì chắc dạng chiên về cho anh em câu gần này, câu gần, câu kè. Hôm nay anh em câu mấy cái đầm mà nước sâu sâu tí nha. Con này nó sẽ dài á, sẽ là được là 67mm nha anh em. Dài 67mm, nặng là 10. Nặng của nó sẽ được là 16g. Đó. Nặng 16g. Và con này nó lặn mát được là 3m6 nha anh em. Đó, nó lặn mát được 3m6 tùy vào anh em lua chặn action anh em câu anh em. Đó. Rồi, giá con mồi thứ nhất, mồi rất là đẹp, hàng đầy qua, giá là 95k nhé, 95k mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì mình được hai con. Đây. Con hai con này, một con có lượng, một con không lượng. Đó. Thì hai con này đều là hàng của Daiwa hết trơn nha anh em. Đây. Là cho anh em con này trước đây. Mã số 2 sẽ là hai con Daiwa. Thì đây là hai con Daiwa cá giả nha nè. Đây, tên của nó đây. Đó. TB gì đó SB. Thì mình bán mồi thì đa phần sẽ những con mồi nó có tên, có thương hiệu nè. Đó, anh em muốn cách sình của nó thì anh em dễ sạch vậy. Dễ có. Thì con mồi số 2 này thì nó sẽ dài sẽ là 75g nha anh em, dài 75g, nặng nó chỉ có 11g thôi. Đó, nặng 11g. Và con này nó sẽ đi lửng nhá. Đó, con này đi lửng là thôi chứ không phải dạng nó lặn sâu đâu. Đó. Anh em đánh gần đánh kè, đó, anh em cầu lóc cũng được, rất là ngon nhá. Con này xây tương đối bự, cái này chuyên về cho mấy anh em săn lóc bông. Đó. Thì mình được hai con. Đó. Hai con cùng thông số cho anh em nè. Đó. Màu nó khác nhau nhưng mà hai con đều rất là đẹp nhé. Đây, hàng đây qua. Đó. Máy này thì nó đi dưới nước nó sẽ lắc qua sàn như thế này, lắc qua sàn dữ lắm luôn. Đó, rất là phê nhé. Đó. Rồi. Đó. Giá công khai mã số 2, giá sẽ là 80k. Đó, 80k một con như thế này. Mã số 2, 80k một con. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Kencat. Đây, tên của nó đây anh em. Đó. QB. Đây, con Kencat này là một con Kencat chìm nha anh em. Kencat chìm. Đó. Cho anh em câu gần, câu kè. Đó, sân hàng. Thì anh em nhìn vô màu nó thì quá trời đẹp rồi. Đó, quá trời sắc sảo. Máng này xuống nước thì nó phản quang, nó hút cá rất là nhiều nha anh em. Đó. Đây, tên của nó đây. Quá trời ngon. Thì con số 3 này thì nó dài sẽ là được 70cm nha anh em. Dài 70mm, nặng là 17g nhé. Dài 70mm, nặng 17g. Màu rất là đẹp. Chiên gần, chiên kè. Rồi, giá công khai mã số 13. Giá là 80 nha nè, 80k. Cộng ship mã số 13. Con này thì nó có bi nữa nè. Bi kêu anh em. Nó tạo action, nó tạo tiếng động thốt cá nhé. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat. Đó, đây. L mát 50 nha nè, 500. Đó, một con Lucky Cat. Đó, con này nó vẫn có BQ nha nè, có BQ trong. Đây. Mồi thì rất là đẹp. Đó, con này có thể nói là chưa qua sử dụng luôn. Đây. Cực kỳ sắc sảo xuất sắc nha. Con này thì vẫn chuyên về cho anh em câu gần, câu kè nhé. Gần kè. Thì con này nó dài sẽ là 75mm, nặng sẽ là 23g nha anh em, nặng 23g. Và con này nó chìm và nó sẽ rung nhé, rung lắc nhé, tiếng nó kêu rất là ok nha anh em. Đó. Có bi, mấy cái bi này nó dạng giống như là nó trợ lực ném cho anh em á.
bi tống nha nè, dạng được gọi là bi tống. Đó. Rồi, giá công khai mã số 4. Giá sẽ vẫn là 80k nha nè, 80k mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 lên cho anh em một con mồi khá là quýt đây. Thì đây là một con mồi của hãng Daiwa nha anh em. Đây, tên của nó đây. Đó. Daiwa Slasher S nè. Đó. Con này còn lử luôn và cặp lử nó rất là bé ngót luôn nha. Đây. Mồi nó rất là đẹp. Đó. Mồi cực kỳ xuất sắc nha anh em. Đây. Thì con Daiwa này thì nó dài sẽ là 62 mm nha anh em, dài 62 mm, nặng nó chỉ có 11g thôi nha anh em. Đó. Nặng 11g thôi. Và con này nó không có tiếng nha anh em. Con này không tiếng. À, con này đi dưới nước nó giống như là nó sàn nó lắc nha. À, thu hút cá. Con này gần kè không thôi anh em câu lóc cũng được. À, rất là ngon nha. Đây. Nặng 10g thôi nha anh em, nặng 10g. Rồi, giá công khai con mã số 5, giá là 85k nha anh em, 85k mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 sẽ gửi cho anh em hai con. À, cái này thì nhức nách thiệt luôn á. Đây, hai con này là hai con mồi của hãng Merabat nha anh em. Đây, Merabat. Con này cũng vậy, Merabat nha anh em. À. Đây, họ làm mồi đây. À, rất là đẹp nha. Phản quang cực kỳ tốt. Đó. Mấy mồi này còn rất là mới nha anh em. Đó, có thể anh em để sưu tầm cũng được. Đó. Rất là đẹp nha, hai con đều rất là đẹp. Rất là đẹp và xuất sắc nha nè. Đó. Thì con Merabat này thì nó dài sẽ là 60 mm nha nè. Dài 80 nha nè, dài 80 mm. Thì hai con này thì nó nặng sẽ là 14g. Đó. Dài 80, nặng 14g. Đó. Rồi, giá công khai một con, giá là 100k nha nè, 100k một con. Mã số 6. Tiếp theo mã số 9, mã số 7. Mã số 7 lên cho anh em vẫn là hai con mồi của hãng Merabat nha. Đây. Hai con này cũng còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Một con đầu đỏ, một con màu xám bạc nè. Đây. Cái này anh em câu thì anh em có thể câu gần, câu kè nhé. Đó, câu gần, câu kè. Cực kỳ xuất sắc nha. Đó. Thì hai con này thì nó dài sẽ là 80 nha anh em, dài 80 mm, nặng hai con này nó nặng sẽ là 21g nha anh em, nặng 21g. Rồi giá công khai mã số 7, giá vốn là 100k một con nha anh em. Đó. Rồi để mình lên mã khác. Rồi, ok, tiếp theo sẽ là mã số 8 nha. Mã số 8 thì gửi cho anh em hai con Daiwa nha anh em. Đây. Hai Daiwa. Màu rất là đẹp nha. Đó. Phản quang cực kỳ tốt, hàng ca giả, chuyên cho anh em câu gần, câu kè. Hai con này nó sẽ chìm nha anh em, hai con này nó sẽ chìm. Đó, màu rất là đẹp, phản quang cực kỳ tốt. Đây, xịn sò nha. Đó. Thì mã số 8 thì nó dài sẽ là 75 nha anh em, 75 mm. Nặng nó sẽ nặng là được là 18g. Đó, nặng 18g thì chỉ chiên gần, chiên kè thôi nhé, cho anh em săn hàng. Đó. Câu đáy, câu mấy cá hồng á anh em. Đó, cá hồng có muốn. Đây, rất là ngon nha. Màu rất là đẹp. Đó. Đây. Rồi, giá công khai mã số 8. Giá cũng là 80k nha nè, 80k một con, mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 gửi cho anh em là một con hàng của hãng Daiwa. Đây, màu Tiger nha anh em. À, một con Daiwa. Mấy con này thì con mắt nó làm rất là đẹp nha. Đó. Lử còn luôn. Đó. Daiwa TD, đó, Vision S. Con này thì chìm nha anh em, con này chìm. Rất là đẹp nhé. Thì mã số 9 này thì nó nặng sẽ là 10g nha anh em, nặng 10g và dài sẽ là 60 cm nha anh em. Dài sẽ là 60 mm nhé. Đó, dài 60 mm. Đó. Đây, để ngón tay anh em biết liền. Đó, màu rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 9, giá là 80k nha anh em, 80k mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì gửi cho anh em vẫn là một con mồi của hãng Daiwa. Đây, một con Daiwa. Rush Vision HD.
Thì con đai hoa này thì nó có đi chợ ném nè, đó. Rất là đẹp nha nè, đó. Còn lửng luôn. Thì con đai hoa này nó dài sẽ là 62 mm cho nè, dài 62 mm và nó nặng chỉ có là 7 gram thôi, đó, nặng 7 gram, dài 62 mm. Và con này nó dạng nó đi lửng nha nè, nó chìm thì nó sẽ chìm chậm thôi, anh em kéo thì nó sẽ đi lửng là. Đó, cho anh em câu lóc nha, câu lóc, câu gần, câu kè. Rất là ngon nha, mồi rất là đẹp, ngoại hình xuất sắc. Rồi, giá công khai mã số mừng, giá sẽ là 85k. Tiếp theo mã 11. Mã 11 thì gửi cho anh em một con mồi full hợp luôn. Đó. Đây. Một con full hợp nhé. Mồi rất đẹp. Đây, mình cũng lấy từ thị trường Nhật về thôi. Đây. Con này phản quang thì xuất sắc nha anh em, xuất sắc con 37 luôn. Lửng thì mấy ngót, mồi mới cho phần trăm mà. Đó, đây. Đẹp nha anh em, xuất sắc. Thì con này để mình xem. Con này thì nó sẽ dài, con này dài sẽ là được 56 mm nha anh em, dài 56 mm. Nặng nó sẽ là 11 gram nha anh em, nặng 11 gram. Rồi, trả công khai mã số 11, giá là 90k nha anh em, 90k mã 11. Tiếp theo mã 12. Mã 12 lên cho mọi người là hai con này. Hai con này sẽ là hai con Gabala. Đó, đây. Hai con Gabala về cho anh em câu gần, câu kè nhé. Đó. Đây. Thì hai con Gabala này thì nó dài sẽ là 52 mm cho anh em. Đó, dài 52 mm. Nặng sẽ là 9 gram nha anh em, dài 52 mm, nặng 9 gram. Và cái này mình được hai màu. Mồi này thì mồi mới trong phần trăm nhé, mồi mới trong phần trăm. Đó. Thì con này nó phạm quy hoạt động của nó thì nó rơi tầm khoảng từ 2m1 đến 3m3 nha anh em, từ 2m1 đến 3m3. Mồi thì Gabala này thì quá nổi tiếng rồi, mồi rất là đẹp nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai một con này giá là 105k một con như này, 105k một con, mã số 12. Tiếp theo mã 13. Mã 13 lên cho anh em vẫn là một con Gabala. Thì con Gabala này thì nó sẽ hai khúc như này, nó dạng hai khúc, nó tạo xịn lắc 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 đó. Đó. Thì con Gabala này thì nó sẽ dài sẽ là 11 cm như này. Đó, 11 mm. 110 mm nha anh em, 110 mm, nặng 9 gram. Và con này nó lặn từ 1m2 đến 2m4 nha anh em. À, con này lặn từ 1m2 đến 2m4. Vẫn dạng cho anh em gần kè, anh em câu chẽm nhé. Con này câu chẽm, câu nhồng ngon lắm á. À, có 9 gram thôi. À, anh em lùa ngon lành, câu đầm. À. Rồi, giá công khai mã số 13, giá vẫn là vậy nha anh em, 105k một con. Tiếp theo mã số 14. 14 sẽ lên cho anh em hai con duo. Đây. Đây, hàng duo nha anh em. Đó. Đây, hàng duo. Cho anh em về lua nè, nên anh em dứt cũng được. Đó. Đây, nó để là dứt. Đó. Duo, đó. Hàng mới cho phần trăm nha anh em, hàng mới cho phần trăm, hàng lấy từ thị trường Nhật về. Thì cái này mình có hai màu, một màu xanh và một màu trắng nha anh em. Đó, trắng bạc. Hai con này phản quang rất là xịn nha. Trong hộp mà anh em thấy nó khoảng quanh chiếu thế này. Đó. Rồi, giá công khai. Con này thì nó dài sẽ là, để xem. Con này dài sẽ là 60 mm nha anh em, dài 60 mm, nặng là 15 gram nhé. Dài 60 mm, nặng 15 gram. Rồi, giá công khai một con, giá sẽ là 120 anh em, 120 một con. Mã số 14. Tiếp theo mã số 15. 15 lên cho anh em vẫn là một con duo. Đó. Con đua này hạng đua hạng nặng nha anh em. Đó. Con này là nặng tới 30 gram nha. Đây, 30 gram. À, con này có lử có thề luôn. Đó, để họ lấy ra cho anh em xem. Thì con này nó dài sẽ là được 90 mm cho anh em, dài 90 mm, nặng là 30 gram. Đó. Màu xanh phản quang, rất là đẹp. Đấy, con này thì hàng khá là xịn rồi. Đây. Có lửng luôn nha anh em, lửng này mấy ngót luôn. Đó.
có thề luôn, thề rất là đẹp. Có thề, có lữ, có luôn cái ma ní có phá cho anh em nè. Đó, vậy anh em chỉ cần việc là móc cho anh em câu thôi. Đó, quá trời đẹp con mồi, mồi mới 100% nha anh em. Rồi, giá công khai một con này, con mã số 15, giá là 130 nha anh em, 130 mã 15, quá đẹp. Tiếp theo lên đây sẽ là mã số 16. Mã số 16 lên cho anh em là 4 con mồi. Đó, 4 con mồi này là 4 con mồi của hãng Daiwa Seabass nha anh em. Daiwa Seabass, hai con màu màu bạc ánh kim và một con mồi, hai con mồi tím ánh kim. Đó, mồi này thì mồi mới 100% nha anh em, mồi mới 100%. Thì cái Daiwa Seabass này á, thì nó sẽ dài đây, thông số nó đây. Đó, nó dài sẽ là được là 95mm nha nè, dài 95mm, nặng là 13g. Đó, và con này nó lặn từ 30 đến 80 cm nha nè, từ 30 đến 80 cm. Đó, dạng con này nổi anh em kéo nó sẽ lặn lặn xuống đi lửng nha. Đó, con này anh em về câu chẽm, câu măng, câu nhồng ngon lành nhé. Mồi thì mồi mới 100%, con này nó còn niêm phong luôn. Về được hai màu nha em, hai màu chứ em về được hai màu, màu rất là đẹp nha, hàng mới 100% thì anh em yên tâm. Chỉnh rồi, màu này với màu tím nha em, màu tím bạc. Rồi, giá công khai một con này giá sẽ là 115k một con nha em, 115k một con, màu mới 100%. À, đây qua Seabass cho anh em câu gần câu kẹ, anh em lô chẽm ngon lành. Đó, đóng cái này lại, đóng sao ta. Đó, đóng đây. À, để chút đóng lại. Đó, cái này được 4 con anh em. Đó, đây hai con mọt này sẽ là hai con mọt tím nè. Rồi, tiếp theo mã số 17. Mã số 17 thì mình được hai con này. Hai con vẫn là hai con Daiwa Seabass. Đó. Đây, anh em nhìn đây chịu khó nhìn giúp mình nha. Con này thì dạng bạc xanh, con này thì nó bạc đen tí, bạc đen tí. Hai con màu thì phản quang rất là xịn nhá. Xây này thì anh em chuyên về cho anh em gần nha anh em, câu gần câu kè thôi. Đó, xây 120. Đó, 120 này thì nếu anh em câu đầm thì anh em có thể câu cá nhồng rất là xịn. Đó, lử thì bé ngót, phản quang thì rất là tốt nhé. Thì con Daiwa Seabass này thì nó dài sẽ là 120mm nha anh em, 120mm, nặng nó sẽ là nặng 17.5g. đó, và con này nó lặn từ 30 đến 80 cm nha anh em. Đó, con này thì nó dạng nó đâu có đánh gần thì nó dạng nó đi lửng lửng là trên mặt nước. Đó, lửng lửng là dưới thấp tí nha anh em. Đó, cho anh em khỏi dướng đá dướng gạn mất công. Đó, đây con này về săn nhộng là ngon lành. Đó, bé ngót luôn nha. Daiwa Seabass, hàng mở cho phần trăm. Đó, rồi giá công khai mã số 17, giá sẽ là 120 nha anh em, 120 một con. Đó, thì hai con này nó nổi nha, hai con này nổi và đi lửng. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 thì vẫn là một con Daiwa Seabass. Đó, đây nè, Daiwa Seabass. Thì con này thì nó action của nó sẽ khác các con kia nha anh em. Đây, con này nó dài khoảng vậy nhá, dài là 120mm, nặng là 19.5g. đó, nó nặng hơn hai con kia một tí. Và con này nó sẽ chìm nha anh em, con này nó chìm và nó chìm mát được là 50, con này nó lặn mát được là 50 đến 100 cm nha anh em. Đó, đây hai option, hai thông số khác nhau liền. Đây, đó, con này nó sẽ chìm sâu một tí nhé. Đó, con này chìm sâu một tí cho anh em câu gần câu kè. Rồi, giá công khai mã số 18, giá quán vậy nha anh em, 120. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 thì đây mình được ba con Shimano này. Đó, đây ba Shimano có lắc bót nha nè. Đây, cái lắc bót là cái thanh
cái thanh phản quang của nó nè anh em. Đó. Đây. Cái này cá nhồng rất là thích nha, cá nhồng nó thấy ngướng mắt nó tắt liền anh em. Đó. À, bán khá là nhiều cho anh em ở Bình Định này. Đó, Bình Định Phú Yên. Đây. Thì cái này thì mình về được 3 màu nha anh em. Đây. Con này thì dạng là vàng ánh kim. Đó. Con này dạng 7 màu. Đây. Con này dạng màu xanh. Xuống nước thì mấy con này nó phản quang rất là tốt nha anh em. Đó. Thì loại này thì nó sẽ dài sẽ là 129 mm nha anh em, dài 129 mm, nặng nó sẽ nặng là 42 g. Và loại này nó sẽ nổi và nó lặn từ 40 đến một nặng là 40 đến 70 cm nha anh em, lặn từ 40 đến 70 cm. Đó. Rất là xịn nhá. Shimano Ascent, hàng Shimano khá là xịn. Rồi. Giá công khai một con này, giá sẽ là 200 nha anh em, 200 một con. Đó. Tiếp theo mã số cuối cùng, mã số 20. Thì 20 thì gửi cho anh em vẫn là một con Shimano Ascent. Thì con này nó sẽ dài một tí nhá. Con này dài hơn một tí, con này dạng cho anh em về săn nhông. Câu gần. Thì con này nó dài sẽ là 140 cm nha anh em. 140 mm, nặng sẽ là 28 g. Và con này nó sẽ chìm nha anh em. Đó, con này chìm và nó vẫn có lắp bót nè. Đó. Hàng mới 100% nhé. Hàng mới 100% của nhà Shimano, rất là đẹp nhé. Đây, xịn sò. Rồi, giá công khai mã số 20. À, con này 140 thì giá sẽ là 220 nha anh em, 220. Mã số 20. Đó. Rồi, đó tổng cộng 20 con mồi lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng con màu có thể chốt lên shop số điện thoại, shop tự động liên hệ của anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.